Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Sao ở đây lại có cô Lương xinh đẹp thế này? Ồ, các ngươi giữ chân tay cô ta lại. Đợi ra xong chuyện sẽ đến lượt các ngươi. Lão đại, nhẹ nhàng chút nhé. Các ngươi thật dám động thủ. Nếu như để thiếu chủ nhà các ngươi biết, các ngươi gặp được tuyệt sắc mỹ nữ như ta mà lại không dâng cho hắn, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Chúng ta có thể không nói cho thiếu chủ, lát nữa giết chết ngươi là được rồi. 15 tên cướp biển các ngươi, có 3 nữ nhân, chẳng lẽ bọn họ sẽ ngủ với ta? Bọn họ cũng bằng lòng cùng đảm đương mạo hiểm với các ngươi. Cho dù bọn họ không động thủ, ngươi dám đảm bảo những người khác sẽ không báo cáo hay sao? Mẹ nó. Lần trước, Trần thuyền chủ cướp được một nữ nhân không dâng cho thiếu chủ trước, kết quả là bị lột da sống. Mẹ đi thôi, để lại 10 người tiếp tục đổ độc thi xuống giếng. Ta dẫn 4 người đưa đứa con gái này đến cho Thành Huyền Vũ dâng cho thiếu chủ. Từ Thiên Thiền, thời khắc khảo nghiệm của ngươi tới rồi. Nếu như đến khốn cảnh tối nay cũng không thể nào chạy thoát, làm sao mà báo thù Trương Sung được? Nghĩ đến Thẩm Lãng, nghĩ đến khó khăn mà hắn phải đối mặt. Đại ca, hay là để chúng ta đi cướp tiền đi. Đúng đúng thế, cướp tiền đi. Có rồi. Đánh rắm, các ngươi còn muốn sống nữa hay không? Dâng hàng cho thiếu gia đã. Vãi trưởng, cô Lương này có tiền, nhiều tiền vàng thế này, phát tài rồi, phát tài rồi. Đừng con mẹ nó giấu riêng, nát nữa giao hết lại cho lão tử. Ngươi là ai? Sao trên người lại có nhiều tiền vàng như thế? Ta chỉ là con gái nhà bình thường, nhà tài chủ bình thường. Quê nữ nhà bình thường mà lại đem nhiều tiền như thế này, nửa đêm còn chạy loạn, tối nay là tiêu cầm đấy. Ta không lừa ngươi, thực sự là không lừa ngươi. Còn không nói thật, ta xẻo tai của ngươi. Ta nói, ta là tiểu thư của Từ gia Từ Thiên Thiên. Còn muốn lừa ta, Từ Thiên Thiên bị thiêu chết rồi. Đây, hình như cô ta đúng là Từ Thiên Thiên. Không nhìn kỹ không nhận ra đâu. Cô ta từng giao dịch rất nhiều lần với đại tiểu thư. Hay lắm, Từ Thiên Thiên phải không? Từ Thiên Thiên, nửa đêm nửa hôm, ngươi muốn đi đâu? Ây da, đau đau. Ta bây giờ không nhà để về, Trương Tấn còn muốn giết ta. Ta muốn đi lấy một ít tiền. Kho vàng bí mật nói, bên trong có bao nhiêu tiền? Đại khái là khoảng hơn 3 vạn, ta không nhớ rõ lắm. 3 vạn tiền vàng. Có tiền này còn phải cùng với tên khốn Kiều Kiêu Hỉ Lộ vô thường đó lăn lộn nữa hay sao? Có thể cao chạy xa bay rồi. Các huynh đệ phát tài rồi, chúng ta lấy được số tiền này còn lo gì ăn uống, sau này nên mà mua đất làm địa chủ thôi. Từ Thiên Thiên dẫn chúng ta tới kho vàng bí mật, nếu không ta sẽ giết người. Nửa canh giờ sau, nhà kho đổ nát, bên cạnh xưởng của Từ gia bị thiêu trụi.
Dương báu. Đại ca, thực sự có vàng, nhưng mà số lượng có hơi ít. Chỗ tiền vàng khác ở đâu? Không phải ngươi bảo có 3 vạn hay sao? Đều ở trong đó. Trong cái hũ này quả thực là chứa được. Ơi, không đập được. Đi, tìm xem có thứ gì nặng đập được hay không. Lão đại, dùng cái này thử xem. Đau quá, đây là cái gì vậy? Đây căn bản chẳng phải là kho vàng bí mật gì cả, mà là nơi cất giữ axit. Vì vấn đề sản xuất ở xưởng, axit của tử gia thường được cất giấu ở trong thời gian dài. Đã vào trạng thái cao áp ở trong vỏ, lúc mà cướp biển đánh vỡ cái vỏ này, cũng là lúc bể chứa nổ. Da của ta sao lại lát thế này? Ta không thở được. Đứa con gái thối, vậy mà lại dám hại gia gia của người. Ta giết người rồi. Ta giết người rồi, ta giết người rồi. Ta dựa vào chính mình giết được 5 tên cướp biển. Ta dựa vào chính mình thoát ra ngoài. Thẩm lãng, ta tới rồi.